Tối qua, hai anh em quốc cơ quốc nghiệp đã trở về Việt Nam sau thành công tại chương trình Britain's Got Talent. Hai hoàng tử xiếc không ngăn nổi nước mắt khi được người thân và đông đảo phóng viên, khán giả ra đón tại Tân Sơn Nhất. Ngay từ sớm, rất đông người hâm mộ đã có mặt để chờ đón sự xuất hiện của quốc cơ và quốc nghiệp. Đặc biệt, gia đình và người thân của hai nghệ sĩ cũng tới sân bay để đón hai hoàng tử xiếc trở về. Đại diện của Việt Nam tham gia Britain's Got Talent 2018, quốc cơ quốc nghiệp đã khiến toàn bộ khán giả Việt Nam vô cùng hãnh diện khi liên tiếp mang tới các màn trình diễn đẳng cấp. Đằng sau những lần tỏa sáng trên sân khấu, cả hai còn thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bất chấp đau đớn và chấn thương. Chính vì thế, dù không giành được thứ hạng cao nhất, nhưng quốc cơ quốc nghiệp vẫn là niềm tự hào của Việt Nam. Được biết, do chấn thương vì tai nạn trước đêm bán kết, nên ngay sau khi trở về, quốc nghiệp sẽ đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, hai anh em đang rất căng thẳng, mong muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những ngày tại Anh Quốc.